Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với chương trình đọc sách và tìm hiểu gốm Nhật cùng Toki. Chương trình được phát vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh gốm Nhật Toki. Ngoài sưu tầm những hiện vật về gốm Nhật thì Toki vẫn luôn luôn sưu tầm thêm những tài liệu và sách báo hay nói về gốm xứ Nhật Bản. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, đó là Imari trắng xanh. Và để tìm hiểu rõ hơn, mời anh chị cùng em nốt lại những khoảng thời gian sau đây. Thứ nhất, triều đại Momoyama từ trước đó đến năm 1615. Thứ hai, triều đại Edo từ năm 1615 đến năm 1868. Thứ ba, triều đại Meiji từ năm 1868 đến năm 1912. Thứ tư, triều đại Taisho từ năm 1912 đến năm 1926. Và cuối cùng, triều đại Showa từ năm 1926 đến hiện nay. Và anh chị có thể nói cho em, năm 1660, con tàu của công ty Đông Ấn Hà Lan đã đưa những món đồ sản phẩm đầu tiên của gốm xứ Nhật Bản đến với thị trường châu Âu. Với trang sách đầu tiên, có hình ảnh đầu tiên là một bình hoa dáng trụ với hoa văn trang trí là cảnh tĩnh vật bình hoa với màu nền trang trí bởi rất nhiều hoa. Theo là một chiếc bình hoặc là một chiếc đôn. Đôn này được trang trí bởi phong cảnh sơn thủy cũng với màu men trắng xanh. Đến trang tiếp theo, chúng ta đến với một chiếc bình tông nâu là chủ đạo với họa tiết là một chú chim và điểm đặc biệt đường viền ở trên miệng. Có họa tiết trắng xanh và hình con sò. Tiếp theo chúng ta đến với bộ 5 chiếc ly được trang trí bởi màu đỏ, màu xanh và được vẽ thêm vàng gôn. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một hình ảnh một người mẹ đang bồng con và cho con ăn. Phía dưới chúng ta sẽ có một chú chim đại bàng cũng được trang trí bởi những nét bút màu xanh và màu trắng. Trang tiếp theo chúng ta sẽ có cá chép vượt vũ môn cũng được trang trí bởi những hình ảnh xanh và trắng là chủ đạo. Về phía bên này chúng ta cũng sẽ có những chiếc bình được sản xuất từ những năm 1680 với hoa văn họa tiết chủ đạo cũng là màu men trắng xanh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc bình rất đặc biệt đến từ bảo tàng nghệ thuật của London. Chiếc bình này là một chiếc chóe với hoa văn họa tiết trắng xanh và được vẽ thêm vàng. Và ở phía trên đỉnh của chiếc chóe thì sẽ có một chú lân. Và cả nhà cũng có thể để ý vào cái phần tem mác thay cho truyện ký được thể hiện trên các tác phẩm Adita Imari thời kỳ bấy giờ. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một chiếc dĩa cũng được trang trí với những họa tiết thời kỳ bấy giờ và men trắng xanh. Bên này thì chúng ta sẽ có 3 chiếc bình dáng cao, bụng to, tròn cũng được sản xuất theo phong thái là men trắng xanh. Và ở cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy một chiếc bình có điểm đặc biệt là miệng loe ra và phía trên miệng thì sẽ có các đường viền và các răng. Tiếp theo chúng ta đến với những hình ảnh khác, đó là chiếc dĩa hình chữ nhật cũng là men trắng xanh và có truyện ký phía đằng sau. Và cuối cùng ở phía dưới chúng ta sẽ có một chiếc da. Chiếc da này thì không có truyện ký, tuy nhiên thì được trang trí bởi một chú rồng nổi rất là nổi bật. Cuối cùng đó chính là những chiếc dĩa tròn với những họa tiết được vẽ bởi men trắng xanh, một màu men rất đặc biệt của Arita. Được trang trí tiếp theo là những phong cảnh, những người. Và ở cuối cùng anh chị có thể cảm nhận thấy đó chính là một chiếc dĩa xưa răng cưa, một chiếc dĩa mà em cũng đã có cơ hội giới thiệu đến với mọi người. Một chiếc dĩa cũng được trưng bày trong viện bảo tàng và được đưa vào sách nha cả nhà. Và rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi phần đầu tiên đọc sách cùng gốm Nhật Toki. Và hẹn anh chị phần tiếp theo, đó chính là men Imari màu. Lần nữa gốm Nhật Toki xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà.